ngôi làng nhật bản nơi búp bê nhiều hơn người thật nagoro là ngôi làng từng bị bỏ hoang nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh trên hòn đảo shikoku nhật bản mãi cho đến khi bà tsunami aono một người dân địa phương chuyên làm những con búp bê có kích thước to như con người và đặt chúng xung quanh ngôi làng để đánh lừa du khách rằng nơi đây rất nhộn nhịp ngôi làng kỳ lạ này đã thu hút nhiều người khắp nơi trên thế giới đổ xô đến nagoro để tham quan và nghỉ ngơi bằng sự tò mò và thích thú du khách đã đi tham quan khắp làng và cho rằng nơi đây có phần rùng rợn kèm theo một chút ma mị. Nhiều người chia sẻ lý do họ cảm nhận như vậy là vì khi đến đâu, du khách cũng chỉ thấy những con búp bê mà không thấy bóng dáng con người. Theo các trang báo địa phương đưa tin, những con búp bê xuất hiện khắp mọi nơi như trường học, trạm chờ xe buýt, bên trong các quán cà phê hay thậm chí tại các công trường xây dựng. Ông Gareth Morris, một vị khách tham quan chia sẻ, ông có cảm giác thu hút, xúc động và rùng rợn khi đến tham quan ngôi làng này con đường núi dẫn đến làng thật khiến người ta phải sờn tóc gáy, tuy nhiên nó thật sự xứng đáng. Ban đầu những con búp bê của bà Chunami chỉ là những hình nộm nhỏ bé, không có sức ảnh hưởng cao, nhưng hiện nay bà đã cho những con búp bê có cuộc sống riêng khi tạo ra gia đình cho chúng. Tại Nagoro, với tỷ lệ cứ 10 con búp bê thì mới có một người thật. Chính vì thế mà số lượng của chúng cũng trở nên nhiều hơn so với số lượng cư dân. Trong suốt 20 năm, không có đứa trẻ nào được sinh ra tại làng. Bà Chunami nói rằng Bà luôn coi việc làm búp bê là một sở thích và chưa bao giờ nghĩ rằng sở thích của bà lại trở nên nổi tiếng như thế. Giờ đây số lượng búp bê đã tăng lên, mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều đổ xô tìm đến làng để xem chúng, khiến thị trấn này trở nên rất sôi động. Thú vị cuộc thi cõng vợ tại Hungary. Cuộc thi cõng vợ tại Hungary bắt nguồn từ thời Viking và trở nên nổi tiếng khi được tổ chức thường xuyên tại Phần Lan từ những năm 1990. Cuộc thi không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là cơ hội để các cặp vợ chồng thể hiện sự gắn kết, hợp tác và nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe. Để chiến thắng cuộc thi, các cặp đôi phải chinh phục chặng đường dài 260 mét trên đồi, cùng với các thử thách là những chứng ngại đặt trên đường để về đến đích sớm nhất. Một cặp đôi người Latvia đã giành chiến thắng trong cuộc thi lần này khi đánh bại 36 cặp đôi khác bằng cách sử dụng kỹ thuật cõng kiểu Estonia. Người vợ sẽ nằm ngược người xuống và vòng chân lên vai người chồng, còn tay thì bám chặt eo và hông để anh ấy dễ di chuyển và chạy nhanh hơn. Vitotas chia sẻ sau khi chiến thắng, ngoài kỹ thuật cõng vợ kiểu Estonia thì bí quyết thành công quan trọng nhất của anh đó chính là cô vợ đã im lặng và không gây áp lực cho chồng trong suốt đường đua. Anh cho biết cả hai đã làm tốt nhiệm vụ của mình và cảm thấy rất hạnh phúc với chiến thắng này. Cặp đôi đã thiết lập kỷ lục mới tại Hungary sau khi hoàn thành đường đua dài 260m chỉ với 54 giây. Rượu vang chảy thành sông ở Bồ Đào Nha Tại ngôi làng xã Lurenco de Beiro thuộc vùng Anadia của Bồ Đào Nha, đã đón nhận một cơn lũ rượu vang do nhà máy trưng cất Destilaria Levira bị vỡ hai bể chứa rượu, khiến rượu vang tràn ra khắp các đường phố. Theo thống kê, ước tính có hơn 580.000 gallon, tương đương gần 2,2 triệu lít rượu vang đã tràn ra đường phố. Lưu lượng lớn đến mức có thể làm ô nhiễm sông Sertima gần đó. Để ngăn chặn sự cố tiếp tục diễn ra, các lính cứu hỏa đã kịp thời có mặt để chuyển hướng dòng chảy rượu vào các cánh đồng lân cận, đồng thời họ cũng nạo vét một khu đất để chứa rượu chảy xuống đó. Nhà máy trưng cất cho biết, kho dự trữ đầy áp như vậy là có liên quan đến cuộc khủng hoảng rượu vang ở châu Âu do nhu cầu tiêu thụ giảm. Ủy ban châu Âu cũng thừa nhận tình trạng dư thừa nguồn cung và cho biết sẽ hỗ trợ các biện pháp chuyển đổi rượu vang thành nhiên liệu sinh học. Chào lưu tổ chức đám cưới cho thú cưng ở Trung Quốc Tại Trung Quốc, khi số lượng đám cưới của con người đang có xu hướng giảm, thì đám cưới dành cho thú cưng đang trở thành một cơn sốt. Theo thống kê cho biết, Việc nuôi thú cưng tại Trung Quốc đang ngày càng phổ biến và tình yêu với những loài động vật là lý do làm cho số lượng đám cưới của thú cưng gia tăng. Thống kê chỉ ra rằng, số tiền người dân đã chi cho thú cưng vào năm 2023 là 279,3 triệu nhân dân tệ, tăng 3,2% so với năm ngoái. Anh Gai Linh và bạn gái Gigi Chen chia sẻ, bản thân họ không vội kết hôn, nhưng lại chuẩn bị rất tỉ mỉ cho đám cưới của cặp đôi thú cưng chó Brian Bond. Hai người chủ đã lên kế hoạch cẩn thận trong nhiều tháng, sắp xếp những thợ chụp ảnh chuyên nghiệp thiết kế những quyển sổ nhỏ chứa thông tin của đôi vợ chồng chó và đặt một chiếc bánh cưới 800 nhân dân tệ có trang trí hình Brie và Bon. Anh Linh cho biết, anh mong rằng buổi lễ kết hôn này sẽ mang lại cho chúng cảm giác nghi thức và hy vọng có thể chào đón thêm những chú chó con chào đời sau đám cưới. Người đàn ông nghèo Ấn Độ nhặt được viên kim cương đổi đời Anh Raju Gon, 40 tuổi, là một người lao động nghèo với thu nhập trung bình 4 đô la một ngày. Anh sống tại Ấn Độ và luôn phải làm bất kỳ công việc gì để nuôi sống gia đình đông người. Gon và em trai Rakesh cùng làm thuê trên một lô đất rộng 64 mét vuông và đôi khi phải trả 9,5 đô mỗi ngày để khai thác vàng trên lô đất của chính phủ. Trong lúc đang làm việc, Gon tìm thấy một viên đá quý. Sau khi lấy tay phủi đất thì viên đá lại càng sáng hơn. Khi biết đó chính là kim cương, hai anh em đã ôm nhau và nhảy lên vì vui sướng. Gon và Rakesh đã nhanh chóng đem viên kim cương đi giám định. Nó là viên kim cương trắng, trị giá khoảng 95.500 đô, nặng khoảng 19,22 carat. Sự may mắn này đã giúp cả gia đình anh đổi đời và giàu có hơn. Gon nói rằng, với số tiền sắp nhận được từ viên kim cương, anh sẽ cho các con đi học, mua đất và xây nhà cho cả gia đình.